Chào mọi người. Em còn hai cái đầu nữa bán nốt cho mọi người nha. Này là con 501 mọi người, này 50cc. 49.9 là 50cc, nặng 5 Con này em thấy nó mất cái cục lửa mọi người. Thấy nó về nó mất cái cục lửa. Tay cầm thì còn này. Cái nút này nó hay lắm nha, nhấn nhấn vào là nó mở ra. Đó, nhấn vào là mở ra hay đó mọi người, lọc gió ok, mới tin quên rồi. Rồi bây giờ nhấn vào này mọi người, đây, nhấn vào ở đây dưới lại hay mặt tiền con được. Chuông đồ con này, cái chuông nó ít dùng lắm, trục cái cuông, cái chuông con này nó ít dùng lắm. Đấy. Nói chung hàng bãi thì có con này con kia, mà con này về thấy nó thiếu đồ. Thôi, bán mù vậy nha. Con này 750 nha, 750, 501. Cái này hàng bãi em nhập lô, nó về nó có sao em bán vậy nha, không có bao nữa, bán rẻ xả. Con này 750, còn con này là của chiêu 401 nha. Rồi, hình rất là đẹp. Rồi, đẹp kìa. Ui, rồi, nó đẹp lắm. Ui, lóc này đẹp lắm mọi người, lóc này vệ sinh ra đẹp lắm đấy, nó bẩn thôi, mùng cưa rồi thôi, chuông nó còn hết đấy. Này thì cái tay cầm ở phía dưới nó, cái tay cầm nó thấy nó bị gãy mà, thấy mấy Nhật Bản nó cột dây thép về mình bát lại mình dùng thôi, bát bằng miếng nhôm ấy. Bán rẻ về anh chị dọn hoặc là làm phụ tùng này kia. Chế thì quá mới luôn. Đây là 401 nha. Phải giật hơi con này thử nha mọi người. Giật hơi này. Ôi dù, ôi dù, hơi căng luôn rồi. Hơi căng lắm, cái máy này hơi thì em nghĩ là rất là ngon. Này chưa có bung mở nha, bán mù vậy luôn nha. Đầu này để cho 800 nghìn nha. Đầu này để cho 800, 401 nha. Không bao ship nha mọi người nha, làm cho mình.